Đây là cái mũ bằng da cá sấu và bên trong là da cá mập. Quả logo Vương Miện chắc lừ luôn. Logo này á là bằng vàng khối, đúc ra là vàng 18K AU750 và đính trên ba điểm nhấn của Vương Miện quyền lực này là ba viên kim cương vuông rất là lấp lánh. Kỳ Lăng xin chào tất cả quý khách. Tiếp tục một video review giới thiệu về sản phẩm đỉnh shop của Kỳ Lăng Luxury nữa. Đó chính là đang đội trên đầu luôn. Đây là cái mũ bằng da cá sấu và bên trong là da cá mập. Đẹp lắm. Bây giờ camera đi vòng giùm anh cho nhìn mọi người nhìn cái từ cái phía sau xung quanh và logo tất cả một cái để nhìn nó chắc như thế nào. Khi nói đến thời trang, mọi người đều muốn đảm bảo rằng họ sẽ có sản phẩm chất lượng tốt nhất. Đó là lý do tại sao mọi người thích chú ý đến chất liệu của sản phẩm mà họ đang muốn mua, muốn đảm bảo rằng sản phẩm được sản xuất với kỹ thuật gia công tốt, đường may tinh xảo và kiểu dáng chuẩn. Hầu hết tất cả mọi người đều quan tâm đến những yêu cầu này khi đã mua mũ nón. Tuy nhiên, thật khó để tìm thấy sản phẩm đúng chất lượng, kiểu dáng đẹp và chất liệu tốt như họ mong muốn. Vì thế, bạn nên mua một chiếc nón da cá sấu xịn sò ở Kỳ Lăng Luxury. Chúng tôi có một số lợi ích thú vị mà bạn sẽ nhận được từ chiếc mũ này. Điều quan trọng nhất về chiếc mũ da cá sấu là chúng có độ bền cực kỳ cao. Khi sử dụng và bảo quản sản phẩm, chỉ cần đúng cách thì sản phẩm sẽ lại tốt và đẹp như mới. Đối với sản phẩm da cá sấu của Kỳ Lăng Luxury thì sau này bạn có thể tặng lại nó cho người khác, cho thế hệ sau này của mình, vì thực sự nó có độ bền vĩnh cửu nếu như sử dụng nó cẩn thận và chăm sóc nó thường xuyên. Với mũ da cá sấu, bạn có thể thử một phong cách mới và tất cả mọi người chắc chắn sẽ thích nó. Hầu hết mọi người sẽ ngạc nhiên. Chiếc mũ sẽ thay đổi toàn bộ cái nhìn của bạn và nó sẽ làm cho bạn trông phong cách hơn. Khi bạn mua mũ da cá sấu tại Kỳ Lăng Luxury, bạn hoàn toàn yên tâm về chất lượng sản phẩm. Kỳ Lăng luôn mang tới khách hàng những sản phẩm cao cấp, chất lượng và bảo hành trọn đời. Chất liệu da độc đáo mang vẻ đẹp riêng biệt. Chất liệu da cá sấu thật, có nhiều loại vân da khác nhau. Mỗi phần da trên mình cá sấu mang những nét đặc trưng riêng, nhưng tất cả chúng đều rất tự nhiên, thiên nhiên. Và khâu chọn da rất đặc biệt. Da cá sấu làm từ da bụng, bề mặt da phẳng, mềm và nhìn rất sang trọng. Bạn sẽ ngạc nhiên khi biết rằng mũ da cá sấu có thể bảo vệ đầu bạn khỏi những thời tiết khắc nghiệt. Với chiếc nón da cá sấu trên đầu, bạn sẽ hoàn toàn yên tâm khi đi ra nắng hoặc giữ ấm đầu bạn trong mùa đông lạnh giá. Và đặc biệt, Kỳ Lăng xin bật mí với quý khách một điều là Kỳ Lăng đã trải nghiệm sản phẩm da cá sấu của mình trước khi giao lưu và cung cấp sản phẩm ra thị trường. Vô tình một lần Kỳ Lăng đội và đứng lên đã va vào một vật cứng và rất là may nhờ mũ cá sấu này nó bảo vệ tốt phần đó hơn tất cả những mũ vải thông thường. Vì vậy, tính năng đặc biệt của nó nữa là cũng bảo vệ đầu mình tốt hơn khi va chạm. Và việc mua mũ da cá sấu có vẻ như là không dễ dàng đối với một số người trước đây. Nhưng đối với ngày hôm nay thì Kỳ Lăng đã ra đời những sản phẩm da cá sấu độc bản limited từ những công ty trên toàn thế giới chuyên thuộc da cho các hãng thời trang lớn trên toàn cầu này. Và Kỳ Lăng với kinh nghiệm cũng như đam mê nhiệt huyết của mình đã tung ra đời rất nhiều sản phẩm với nhiều giá trị sản phẩm khác nhau, sẽ luôn luôn cung cấp được cho tất cả quý khách hàng. Và không phải một cái nón này không, một cái nón, một cái mũ này không, mà một sản phẩm đi kèm. Đây là đôi dép, một bộ của nó, đôi dép. Quả logo Vương Miện chắc lừ luôn. Logo này á là bằng vàng khối, đúc ra là vàng 18K AU750 và đính trên ba điểm nhấn của Vương Miện quyền lực này là ba viên kim cương vuông rất là lấp lánh.
Ở ngoài thì bằng da cá sấu và bên trong là một loại da Swiss nhập khẩu. Da Swiss là một loại da mịn, mềm và trơn, không có hạt Togo và không có viền vân. Và cũng bởi những ưu điểm này nên da Swiss được những hãng lớn, sản phẩm thời trang lớn mà người ta chọn dùng rất là nhiều. Và kể cả da này người ta cũng làm cho dây đồng hồ, túi xách, ví và bao da. Và bây giờ mình sẽ để cái đôi dép này xuống và đang xỏ vào thử cho các xem. Đúng một bộ luôn. Thì tất nhiên là size này thì Kỳ Lăng làm theo yêu cầu khách hàng, nên size chân của khách hàng khác và size chân của Kỳ Lăng khác, nên Kỳ Lăng mang này là mang để cho khách dễ hình dung thôi nha. Vâng, như vậy là Kỳ Lăng đã giới thiệu bộ dép và nón đồ da cá sấu. Đến đây là chắc là xin được phép kết thúc. Và rất nhiều sản phẩm khác, quý khách có nhu cầu về những gì, đồ da, dây đồng hồ hay là giày hay là túi xách hoặc là bao da cho điện thoại, nói chung là những cái gì liên quan đến thời trang mà quý khách muốn thì liên hệ với Kỳ Lăng. Kỳ Lăng sẽ phục vụ tất cả những sản phẩm thời trang đó bằng da cá sấu, da cá mập. Kỳ Lăng cảm ơn một lần nữa, cảm ơn rất nhiều quý khách đã dành. Kỳ Lăng cảm ơn một lần nữa, Kỳ Lăng cảm ơn quý khách rất nhiều vì đã dành thời gian quý báu của mình để xem clip của Kỳ Lăng. Và hy vọng Kỳ Lăng luôn luôn và sẽ cập nhật luôn những sản phẩm mới, ra nhiều clip mới để mà quý khách được chiêm ngưỡng, cũng như là mong muốn được quý khách đến với showroom của Kỳ Lăng để giao lưu. Quý khách ở xa hay ở gần gì thì Kỳ Lăng đều có thể hỗ trợ từ A đến Z được hết, tất cả ở mọi nơi. Kỳ Lăng hy vọng sẽ được giao lưu với tất cả mọi quý khách ở mọi miền Tổ quốc. Xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại. Truy cập website kỳlăngluxury.com nha. Hotline 0901 247 247. Xin chào.